Những ngư dân đánh bắt cá đầu tiên ở Đà Nẵng, những tiền hiền nghề biển của các ngư dân Sơn Trà ngày nay, họ trông rất khỏe mạnh, vạm vỡ và đen nắng. Ảnh chụp cho thấy sinh hoạt nhà cửa chủ yếu bằng tranh tre, có mái rất thấp để tránh bão tố khắc nghiệt thường xuyên của vùng này. Đường này nay là đường Hùng Vương, gần số 84 Hùng Vương của thành phố Đà Nẵng. Ảnh chụp bên bờ sông Hồng năm 1899. Các ngư phủ người An Nam và con cái của mình cách đây hơn 100 năm trước. Chợ cũ Phai Pho Hội An Đà Nẵng hơn 100 năm trước. Con đường này trước năm 1975 là đường Trần Hoàng Quân, nay là đường Nguyễn Chí Thanh, Chợ Lớn, Sài Gòn. Một con đường trong ngôi làng của người Chăm, ở phía xa trên con đường nhìn thấy tháp tu hành của đền thờ Hồi giáo, ảnh chụp vào thập niên năm 1920. Một con đường hướng đi chợ Thủ Đức, trước mặt là chợ Gò Vấp, ảnh chụp cách đây hơn 100 năm trước. Đường Huế Tạ ở Hà Nội khoảng năm 1899. Con đường vào Phủ Thần Hoài ở Hà Nội khoảng năm 1899. Hàng nước chè ở Sài Gòn hơn 100 năm trước. Những công nhân đang làm đường trên đèo Hải Vân ở Huế năm 1935. Kênh Đông Ba ở Huế hơn 100 năm trước. Khung cảnh tại khu chợ quê thuộc một ngôi làng ở Lạng Sơn khoảng năm 1890. Làng giấy Thủy Khê, thợ đang giã chất liệu làm bột giấy. Làng nổi trên sông Thương, tỉnh Bắc Giang khoảng năm 1899. Một con đường ở làng An Nam với rất nhiều những đứa trẻ. Một con đường ở chợ lớn hơn 100 năm trước. Một đám tang vùng ngoại ô Hà Nội năm 1890. Một góc chợ ở Nam Kỳ khoảng năm 1898 đến năm 1905.
Đường này nay là đường Nguyễn Khoái ở quận 4, nằm gần phía cù lao Nguyễn Kiệu, nối hai con đường Bến Văn Đồn và Tôn Thất Huyết, ảnh chụp khoảng 100 năm trước. Ngôi nhà ở Nam Kỳ với nhiều đứa trẻ xếp hàng chụp hình khoảng vào năm 1898 đến năm 1905. Những người An Nam sống trên cồn cát cách đây hơn 100 năm trước. Người nông dân đang canh tác lúa ở vùng ven Hà Nội khoảng năm 1899. Người Pháp chạy xe hơi vào làng ở Nam Kỳ khoảng năm 1898 đến năm 1905. Những ngôi nhà ở Nam Kỳ khoảng năm 1898 đến năm 1905. Những người phu lao động An Nam đang chờ trả lương khoảng năm 1899. Phố Hàng Nón ở Hà Nội khoảng năm 1899. Phủ Từ Sơn nằm giữa Hà Nội và Bắc Ninh khoảng năm 1889. Quang cảnh nhìn từ trên cao của huyện Tiên Yên ở phía bắc tỉnh Quảng Ninh, ảnh chụp vào khoảng năm 1899. Cảnh tác nước vào ruộng ở Hà Nội năm 1899. Thôn Phố Cũ, xã Thiên An, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, ảnh chụp vào khoảng năm 1899.